bạn thân mến, ngày hôm nay thì Trao đang có mặt tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, và hành trình khám phá ngày hôm nay thì Trao sẽ chinh phục một trong những ngôi làng xa xôi nhất của vùng đất này, cũng có thể là một trong những ngôi làng xa xôi nhất của mảnh đất Tây Bắc. Địa điểm mà Trao đến ngày hôm nay chính là xã Co Tòng thuộc huyện Thuận Châu. Để có thể chinh phục được những ngôi làng xa xôi nhất ở đây thì trước mắt chúng ta sẽ phải đi tìm mượn một chiếc xe máy đã. Nhưng mà có vẻ như là để có thể gặp gỡ và tiếp xúc được những người dân ở đây thì sẽ cũng hơi khó cho Trao, bởi vì những thời điểm này mọi người đi làm nương, đi làm đồng hết rồi, thậm chí là đi công ty hết rồi, nên là cũng ít người ở nhà. Hy vọng là những bản làng mà mình tới thì sẽ vẫn còn một chút gì đấy để mình có thể bám víu, gọi là bám víu các bạn ạ, bởi vì những bản làng đây còn rất là xa, và để tiếp cận được thì Trao đã phải có những cái hành trình mà mất rất nhiều thời gian mình mới đến được. Nhưng mà đúng như những gì mà mình luôn hướng tới, đó là những vùng đất xa xôi nhất của mảnh đất Việt Nam, nên là chúng ta vẫn sẽ quyết tâm làm sao để có thể khám phá, chinh phục được. Đây rồi, thử xem nào. Chú này liệu chú có cho thuê xe không? Chào chú ạ. Chào chú. Vâng. Nhà chú ở đâu ạ chú? Ở đâu ạ? Xa không ạ? Bây giờ chú đi đâu không? Đi Co Tòng à? Đi ra phía ngoài à? À, đi đám cưới à? Ôi, có đám cưới à? Cháu tưởng chú đi vào trong này, cho cháu đi nhờ với. Không đi ạ? À? Chú ngược ra, cháu lại ngược vào. Đã. Còn xa không chú nhở? Đi vào sâu bản cuối cùng ấy. Không nữa. Ừ. À, cũng không xa lắm à? Dạ vâng. Cháu cảm ơn ạ. Ngoài những hình ảnh về đời sống con người thì những lúc này chúng ta cũng có thể tận hưởng một chút cái cảnh quan ở nơi đây. Với những gì mình cảm nhận thì ở đây cũng có rất nhiều cái lợi thế. Mà khi mà mọi người có rất nhiều những cái mảnh đất đồi như này thì việc trồng trọt nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và chúng ta có thể quan sát là toàn bộ những cái dải đất ở đây thì không chừa một chỗ nào là mọi người không dọn dẹp, không phát rẫy để trồng trọt cả. Hầu như là chỗ nào mà có thể làm được là người ta đều phát dọn hết để trồng trọt, nên là hình ảnh mà chúng ta thấy thường sẽ là rất nhiều những quả đồi trọc. Đây cũng có thể là một trong những cái lợi thế khiến cho cái đời sống của những bà con người Mông có sự phát triển tốt hơn, ít nhất là không đói ăn đó. Còn những cái cây kinh tế mà có giá trị cao hơn thì mình chưa thấy ở vùng đất này. Vừa nãy hỏi các em gái thì cũng chỉ có là trồng lúa nương là chính. Những bản làng Tây Bắc nó còn có rất nhiều những cái nét mộc mạc hoang sơ, thậm chí là tôi không thấy những dấu hiệu của những ngôi nhà xây, chủ yếu là nhà gỗ, vì nó vắng vẻ, nó bình yên nên là cái sự xuất hiện của mình nó cũng khiến mọi người e dè, thấy các bạn trẻ phi vào nhà hết rồi. Cha vẫn sẽ
tiếp tục cái hành trình của mình đi sâu vào bên trong. Thực ra đi như này thì cũng không nhiều cái sự khó khăn. Đôi lúc thì quãng đường nó quá xa, chúng ta không có cái phương tiện để di chuyển thì bắt buộc chúng ta phải dùng hai chân thôi. Nhưng mà nó cũng có cái tích cực, đó là chúng ta rèn luyện được một đôi chân dẻo dai. Ở đây thì nó không có quá nhiều những cái bản làng mà nó ở trên những quả đồi cao, nên là không phải leo trèo nhiều. Đi bộ trên những con đường như này thì nó cũng là một sự rèn luyện, gọi là tập thể dục thôi. Chúng ta cứ nghĩ tích cực như vậy. Còn bây giờ thì để mượn được xe máy của bà con chắc cũng khó, vì mình là người xa lạ, thứ hai nữa là cũng không có người ở nhà. Hy vọng là ngôi làng thẩm xét, ngôi làng cuối cùng mà Trao chinh phục, thì sẽ có nhiều cái điều thú vị để gửi tới khán giả. Những khung cảnh như này thì mùa này nó đang là mùa mọi người bắt đầu gieo trồng, thì nó chưa nhuốm một cái màu xanh, nhưng mà Trao nghĩ rằng là khoảng đến tầm tháng 4, tháng 5 mùa mưa ấy, tất cả nó được phủ một cái màu xanh thì Tây Bắc lúc đó nó còn đẹp hơn bây giờ. Bây giờ thì màu nó hơi nâu một chút, nó hơi ảm đạm một chút. Tôi cứ gọi là ảm đạm ấy. Cái màu nó chưa được thích mắt cho lắm. Các cháu nhỏ đi học về này. Phong cách phết ta. Nhà cháu ở đâu ấy gái ơi? Này, chú hỏi tí, nhà đâu đây? Bơ luôn, không thèm ngoái đầu luôn. Chào các chị nhá, chào các cô. Một cái quán tạp hóa nhỏ nhỏ. Những ánh mắt không biết gọi là ánh mắt gì nữa. Này, đợi chú với. Cháu ơi, chú nhờ tí. Cháu gái ơi. Trời ơi, có vẻ như là nó cũng sợ đấy. Đặc biệt là thấy mình cầm máy quay thì chắc chắn là nó sẽ có sự đề phòng hơn. Cũng không miên man nữa. Nãy giờ là cứ bị lạc ở những ngôi làng phía dưới này rồi. Bây giờ cha sẽ cố gắng chinh phục cái con đường dài ngoằng phía kia để đi vào ngôi làng bên trong, một ngôi làng mà có quy mô cực kỳ đông đúc. Nhưng mà cái đường đi lại thì Trao thấy nó cũng không dễ dàng một chút nào. Đặc biệt là không dễ dàng cho mình ngày hôm nay. Thực sự khi mà quan sát trên cao, mình thấy ngôi làng đó nó rất là ấn tượng ấy. Mặc dù ở rất là xa, rất là sâu, nhưng mà cái quy mô, cái số lượng nhà cửa cực kỳ đông đúc. Ở ngoài này thì nó cũng đông vui rồi, nhưng mà thôi, cứ chỗ nào đông vui nhất thì ta tìm tới vậy. Cũng muộn rồi, nắng cũng lên cao rồi. Trời ơi, hai cái cô bé kia kiều thế nhỉ. Lầm lũi đi, không thèm đợi mình. Chào anh. Ở đây có một con suối này. Anh ơi, ở đây có ai cho thuê xe máy không? Không biết. Không biết à? Các chú có ai biết ở đây có người cho thuê xe máy không? Không. Muốn đi vào làng trong này này? Ừ. Không có à? Đây mọi người đi đón con à? Chết rồi, làm sao vào được đấy nhỉ? Xa quá, mà không có xe máy. Chú nhà ở đâu? Chú á? Chú vâng. Chú đâu? À, bảo chú nhà ở đâu ấy? Ở trong đấy à? Nhưng làm sao vào đấy được nhỉ? Mà đi bộ thì xa quá. Đây bây giờ các cháu nó tan học, rất là đông vui luôn. Bọn này là cũng nhà ở trong cái bản đấy à? Ô, nó đi bộ xa thế này để về nhà. Trời, các bạn thấy là các cháu không có bố mẹ đưa đón thì cũng quốc bộ về như thế thôi. Đây thì mọi người sẽ tranh thủ rửa xe à.
Bên này thì phía trên thì mọi người tắm giặt đó, hay thật đấy. Ở đây có một con suối rất là trong luôn. Bây giờ cũng không đặt vấn đề được với mọi người. Nhưng mà rất là hay nha, một con suối. Ơi ếch ếch ơi đấy, một con suối mà người tắm, người giặt, người rửa xe tất cả đều là sinh hoạt chung trong một dòng suối. Thôi ôi cẩn thận nước nó vào ống xả đấy. Không sao à? Ôi ngập hết cả bánh xuống nước rồi, rửa như thế mới đã. Đây thì công trường đang làm đường, làm cống rồi. Con đường nó cũng đã bị ngăn chặn lại. Nhà anh ở đâu? Nhà anh ở sau lắm. Ở trong này à? Không, nhà anh ở bên pha hạt này. À, phía ngoài này à? Tưởng anh ở trong, em chờ anh rửa xe xong em đi về cùng với. À, thế à? À, thế à? Vâng. Thế là anh chỉ ra đây rửa xe cho vui thôi. Thôi, mình đợi tí nữa mấy đứa nó đi học đông đông, mình thử đi về cùng chúng nó đi. Chỉ một dòng suối thôi nhưng mà có rất nhiều cái sinh hoạt diễn ra. Ông anh này thì đứng ở đây đợi con đi học về để đèo con về. Ông ấy cũng ở ngôi làng phía trong. Ông anh kia thì đi chở được những khúc gỗ rất là to và trên đồi về. Ông chú này thì không biết là đi đâu. Hai em bé phía kia thì chắc cũng đợi rửa xe xong rồi đi về. Đấy. Ôi! Những cân tay lái vùng cao rất là lụa. Mua có sai ở dưới ăn phụ đó. Đây, bên này thì là cháu bé đi học về. Mấy đứa này là nhà cũng ở trong đấy đấy à? Vâng, anh. Nhà trong đấy. Không có bố mẹ đón là phải đi bộ à? Vâng, có bố mẹ đón thì đón mình đi bộ hết. Đi bộ từ trên đến xuống. Ồ, thế đi bộ xa ấy nhỉ? Đấy. Đây, các thanh niên trẻ thì rửa xe. Đấy, thế này thì bao giờ mới về hết nha. Quá là xa. Chú hỏi thì này, mấy đứa ơi. Trời ơi, chết rồi. Sợ người thế nhỉ. Không chịu chờ mình. À, có vẻ như là có gương sinh này. Ngoan sinh yêu đây rồi. Làm quen ngoan sinh yêu này tí nha. Chào anh nha. Chào em. Đi đâu đấy? Em đi đón hả? Con gái. Đi đón con gái á? Em có con rồi á? Em gái hay là con gái? Con gái thôi. Bao nhiêu tuổi mà có con rồi? 14 rồi. Hả? 14 rồi. Em 14 tuổi. Con mấy tuổi rồi? Chưa có. Thế sao bảo đi đón con? Nói dối anh à? Hả? 14 tuổi à? Con đi học không? Không. Không à? Hả? Em có chồng rồi không được đi. Em có chồng rồi không được đi học á? Thế em lấy chồng lúc bao nhiêu tuổi? 13 tuổi? Sao lấy chồng sớm thế? Có biết đấy là vi phạm pháp luật không? Không biết. Không biết á? Thế cả làng không ai bảo à? Hả? Trời ơi, 13 tuổi lấy chồng rồi. Thế tổ chức đám cưới chưa? Cưới hết rồi. Cưới hết rồi. Thế là chưa có con đâu gì? Chưa có. Thế định bao giờ có con? Không biết. Không biết. Anh bảo ít nhất phải cỡ 18 tuổi hẳn có con nhá. Ừ, bây giờ mới có 14 tuổi làm sao mà đẻ được. Có hiểu không? Dạ. Em biết đọc không? Biết đọc, biết viết gì? Ừ, thế phải tìm hiểu nhiều vào nhá, đừng đẻ con sớm nhá. Trời ơi các bạn ạ, thực sự là rất là choáng luôn. 13 tuổi lấy chồng, 14 tuổi. Năm nay 14 tuổi thôi. Thế chồng đâu rồi? Thế là em đi được cái xe này luôn hả? À? Cho anh đi nhờ với được không? Không à?
Rồi bị từ chối rồi. Đi xe win rất là chiến. Con đường thì nó bị chia cắt nên là mọi người sẽ phải chờ con em mình đi học về, qua con suối xong rồi lên đây rồi mới đưa đi về được. Cho chỉ có con xe như này thì nó mới phù hợp với những cái địa hình như này thôi. Nhưng đây thì con gái cũng lái được rất là giỏi. Em Nú này thì cũng mặc một bộ truyền thống của người Mông này, nhưng mà tôi thấy chủ đạo trang phục truyền thống của người Mông đây là màu xanh. Bọn em là không mặc váy nữa rồi đúng không? Không mặc. Là có quần thôi đúng không? Ừ. Mọi người không mặc váy, không mặc quần trong váy nữa. Rất nhiều phụ huynh đưa đón con cái của mình về. Con đường bụi mù luôn. Anh đi về trước nhá. Tí cho anh xin bữa cơm được không? Được à? Chồng không ghen đâu gì. Anh đi trước nhá. Bạn đồng hành nhí đây rồi. Này, đợi chú với. Ừ, đợi chú với. Chú đi một mình buồn quá. Thẻ thì đút ở sau túi quần, dây thì thòi lòi ra. Ngoan sinh yêu thì có vẻ trình độ tay lái rất là giỏi đây. Thế bố mẹ không đón cháu à? À, bố mẹ đi làm nương rồi à? Đi làm nương bà ngoại rồi. Cháu đi một mình thôi. Không có anh chị nào đón à? Thế bây giờ về đến nhà cháu thì mất bao lâu nữa? Một tiếng. Cháu đi bộ một tiếng. Đúng. Ôi trời ơi. từ đây vào đấy là hết một tiếng đi bộ nữa. Đúng. Thế cháu đã ăn gì chưa? Chưa. Ờ, thế về nhà có cơm ăn không? Có. Có à? Ừ. Ờ đi, thế cháu lớp mấy rồi? Lớp 6. Lớp 6 à? Ừ. Cháu tên là gì nào? Tên là Phạm Thị Phương. Phương à? Ừ. Lớp 6 thế là học giỏi không? Có à? Thế học giỏi như nào? Không biết nữa. Không biết á? À, học được danh hiệu học sinh gì? Học sinh giỏi. Học sinh giỏi. Wow. Cháu được mấy năm học sinh giỏi rồi? 6 năm học sinh giỏi. Từ lớp 1 đến lớp 6. Thế nhưng mà cặp sách đâu? Không mang về để học bài à? À, ở nhà cũng có rồi à? Ừ. Ôi. Thế cháu có học bán chú không? Có. Ừ. Là cuối tuần mới về đúng không? Đúng. Đây mới tính từ cái chỗ công trường về đến nhà cháu ấy là một tiếng đi bộ. Thế còn từ trường về đến đây là hết bao nhiêu tiếng? Hai tiếng. Với tổng là cháu sẽ phải đi bộ 3 tiếng. Ừ. Để về đến nhà. Mà bố mẹ thì đi làm nương rồi, không có anh chị đón. Nói chung là không còn một cái lựa chọn nào khác. Cũng không ai cho đi nhờ à? Không. Chú thấy rất là nhiều bạn đi bộ về như cháu ấy mà, người lớn họ không cho đi nhờ à? Không. Thế á? Cháu có xin họ bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Thế sao lại không xin, biết đâu xin họ lại cho đi nhờ thì sao? Toàn là người trong làng mà, đúng không? Ừ. Đấy. Họ cũng có thể là các cháu bé thì giống như là nó cũng sợ ấy, hoặc là người lớn thì con ai thì người ấy lo, con ai người đấy chăm ấy. Ta cũng không nhất thiết phải giúp hay là đèo về, mình đoán là thế. Trời ơi, thật là đấy, các bạn cứ bảo là có thể là nhiều người sẽ nghĩ rằng là vùng cao thì học kém hoặc là lười học. Nhưng mà thực sự là cái nghị lực nó cũng là một phần quyết định ấy. Ví dụ như chúng ta thì xe đưa đón tận nhà, tận trường. Nhưng mà với các cháu nhỏ vùng cao thì 3 tiếng đi bộ mà có thể là còn hơn ấy, thì mới tới được trường, tới được nhà để theo đuổi con chữ. Mà đấy, đi được đến trường thì đã tốt rồi, còn học như nào thì còn là câu chuyện nó còn khó hơn nữa. Nhưng mà Phương với lực học như này thì
Cha nghĩ là cũng ổn đấy, nếu mà là học sinh giỏi. Đấy, rất nhiều các anh chị được bố mẹ đưa đón về. Phía trước thì tôi vẫn thấy các cậu bé đang đi bộ về. Này, cháu có thể gọi tiếng Mông thật to, các bạn ấy đợi cháu được không? Các bạn không đợi à? Đợi để chú cháu mình đi cho vui ấy. Đi một mình cũng được à? Cháu quen đi một mình rồi. Cháu sẽ rất là mạnh mẽ đấy. Lớp 6 năm nay có 12 tuổi nhỉ? Con đường khô cằn, bụi mù mỗi lần xe máy đi qua. Dưới trời nắng, hai con người đang quốc bộ với nhau, không biết bao giờ về đến nhà. Cháu có khát nước không? Có. Có à? Ôi, chú cũng khát khô cổ rồi. Đợi tí nữa chú mang nước cho nhá. Đợi chú với. Từ từ đi về cùng nhau. Hội những người không có xe đưa đón. Thôi, mình đến lán nghỉ thì cũng đến lúc mà chúng nó ấy rồi, chúng nó nghỉ xong chúng nó đi rồi. Này, vào đây nghỉ tí đã. Đi, vào nghỉ tí đã. Đợi chú với. Chú không ăn thịt đâu mà sợ. Quay lại đây nghỉ tí không về cùng nhau. Lại đây, nhanh. Đây là một cái chiếu nghỉ. Có thể là nó sẽ dành cho tất cả những người mà không có xe máy, phải đi bộ, giống như cháu Phương và tôi và rất nhiều những cháu nhỏ khác nữa. Thế nhà cháu có xe máy không đấy? Có, nhưng mà mẹ với bố lại đi làm nương. À, mẹ với bố lại đi làm nương gì? Là bình thường bố mẹ không đi làm nương thì bố mẹ vẫn đón gì? Ok. Nó bà ngoại của cháu là rất là xa luôn đấy. Nhà bà ngoại cháu rất là xa à? Thuận Châu. Tận Thuận Châu á? Là bố mẹ ra ngoài đấy. Cô bé mặt nhỏ nhem lấm lem, ướt hết mồ hôi, cha cũng thế. Thôi được rồi, mình cứ nghỉ tí nữa nhá. Cứ ngồi nghỉ đã. Rồi tí, đằng nào thì cũng sẽ về được đến nhà thôi. Đấy, các bạn thấy không? Trẻ con vùng cao, trẻ em vùng cao thì cái nghị lực nó cũng nhiều lắm chứ. Có phải là các bạn ấy nói theo kiểu mọi người hay chê là lười đâu. Để nghị lực để đi học rất là cao. Học sinh giỏi 6 năm, năm liền. Tuyệt vời. Thế cháu học giỏi nhất môn gì? Môn toán với môn khoa học tự nhiên. Toán với khoa học tự nhiên à? Khoa học tự nhiên với lịch sử địa lý. Thế cháu sẽ học hết lớp mấy? 12. 12 à? Bố mẹ có cho đi học hết 12 không? Có. Có à? Ồ, tuyệt vời. Hôm nay thì chắc không gặp được bố mẹ của Phương, mà mình cũng hy vọng là bố mẹ sẽ để Phương học được hết lớp 12 thì tuyệt vời. Thế đã có mơ ước làm công việc nghề nghiệp gì chưa? Chưa à? Thế học xong hết lớp 12 thì cháu đã nghĩ là sẽ làm gì chưa? Không biết. Không biết à? Với một cái lứa tuổi mà mới có 12 tuổi thôi thì câu hỏi như vậy thì nó quá là sức nặng với cháu. Nhưng biết đâu một đứa trẻ mà học giỏi thì cái ước mơ của nó sẽ khác với những đứa trẻ khác. Nhưng mà càng lớn lên thì nó sẽ có những cái ước mơ, nó sẽ có nhiều suy nghĩ hơn. Nào, hai đứa ra đây. Ra đây nào. Vẫn chờ nhưng mà không đi. Cha mùa à? Xấu hổ. Mát nhở? Những đứa cái chỗ này rất là mát. Thế dọc đường về còn nhiều cái lều như này để nghỉ không? Có. Có à? Thế đi tiếp nhá. Đi. Đây, tôi cũng thấy thêm một cháu nữa đi bộ về này. Mình cứ chờ ghép đoàn đông đông đi cho nó vui. Thank you.
Minh Chi, đợi chú với. Bây giờ đợi chú mình ghép đoàn cho đông ấy, mấy đứa ơi. Này, cho cháu này. Này, ừ, uống đi. Mấy chị này thì có vẻ lớn hơn này, không biết là học lớp mấy. Từ từ đứng lại đợi chú đã nào. Các cháu lớp mấy rồi? Những người cùng cảnh ngộ ơi. Những người không được bố mẹ đưa đón bằng xe máy ơi. Chết rồi, không ai thưa cái này. Chào chú. Rồi, đoàn chúng tôi đã có 4 người. Thế cháu này học lớp mấy rồi? Lớp 7. Lớp 7 à? Đằng sau học lớp mấy? Cháu học lớp mấy rồi? Lớp 8. Lớp 8 à? Thế còn cháu này? Lớp 8. Lớp 8 à? Ủa cháu này thì cứ xấu hổ thế nhờ? Cha mủa quá nhờ? Thế là tất cả chúng ta cũng đi bộ hết à? Bố mẹ không đón. Bố mẹ đi làm thuê. Bố mẹ đi làm thuê rồi à? Vâng. Tập đoàn đi bộ chắc là sẽ còn rất nhiều những bạn khác đi bộ nữa đấy nhở, phải không? Bạn nào tan học sớm hoặc là bạn nào đi nhanh thì đi trước, bạn nào chậm thì đi sau. Này chú hỏi đi, cái Phương kia có phải học giỏi thật không? Em không biết ạ. Không biết à? Thế em có học giỏi không? Không. Không à? Thế em này học giỏi không? Cháu này cũng không biết mình học giỏi hay không á. Trời ơi, à, bình thường thôi à. Thế là sẽ định học hết lớp mấy? Không, cũng không biết à. Có học hết lớp 12 không? Thế lại bảo không biết. Nắng nôi này cũng chả biết nói chuyện gì với nhau nữa. Hả? Không biết á? Có chuyện gì muốn nói với chú không? Không à? Uống nước đi Phương. Uống đi. Đừng ngại. Thế này vẫn kẹp ba được mà. Không kẹp. Vào đi. Nhanh lên nào, đồng đội ơi. Hiếp, mỗi lần xe máy đi qua, tập đoàn đi bộ hít bụi, no phổi luôn. Thế ở đây có bạn nào mà bố mẹ không có xe máy không? Hả? Ai cũng có à? Điểm có hết gì? Đấy, còn thông qua những hình ảnh như này thì hy vọng là các cháu còn đang lứa tuổi đi học giống như những bạn này, nhìn vào đó để làm tấm gương để chúng ta có cái sự cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu như các bạn này đi bộ 3-4 tiếng đồng hồ mới về đến nhà nhưng các bạn vẫn đến trường đi học được thì tại sao chúng ta có xe cộ đầy đủ, ăn uống no đủ, quần áo đẹp, thầy cô tốt, trường tốt, tại sao chúng ta lại không cố gắng học? Ở đây người ta còn cố gắng như thế cơ mà. Nhưng mà chính sinh ra trong những nghịch cảnh như này thì sau này cháu nghĩ là những đứa trẻ lớn lên thì nó cũng có những cái sự mạnh mẽ nhất định. Đó, sự gọi gì nhỉ?
sự mạnh mẽ này, sự bền bỉ về sức khỏe này, sự kiên trì này. Chỉ sợ là không đi học đến nơi đến chốn thôi, còn nếu mà học giỏi mà học đến nơi đến chốn thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ rất là phát triển. Đợi chú ơi, đừng có chạy, đừng sợ chú như thế chứ, vừa làm quen rồi mà. Ăn kem không? Ê, đứng lại ăn kem này. Đứng lại ăn kem này, Phương ơi. Phương. Đấy, chú thấy một chú đi bán kem dạo này. Không biết là chọn trẻ con có chịu ăn không. Có vẻ chúng nó cũng đang bắt đầu và ngại mình ấy. Trời ơi. Hồi chưa nắng, mượn nhau dạ nhiệt tí thôi. Có gì đâu mà ngại. Tiếp làm gì mà chạy ghê thế. Ăn kem không? Chú mua kem nhá. Chú kem ơi. Đi mua kem ăn đi. Ăn kem nhá. Chú ơi. Ông bán kem, ôi ông đi mất rồi. Đấy, tại các cháu sợ cái chạy ông đi mất rồi. Ông không chịu rồi. Thế vẫn sợ chú à? Hả? Phương, bây giờ sợ chú rồi à? Thế sao lại chạy? Hả? Bây chú bán kem chú đi mất rồi. Ôi, tiếc thế. Đang nóng này có tí kem giải nhiệt không phải tốt đâu. Có lẽ là các bạn cũng không thích cái sự xuất hiện của mình. Mình thấy như vậy. Rồi cha mình sẽ tạm biệt cô bé Phương này đi. Mình không làm phiền nữa. Bây giờ mấy đứa nó sinh ra tâm lý sợ sệt rồi. Còn món quà nhỏ cho Phương nhỉ. Này Phương ơi, chú bảo. Sợ chú chưa? Có cho chú về nhà nữa không? Này, nếu mà sợ chú thì chú sẽ không đi cùng cháu nữa. Để cháu thoải mái nhá. Đây cháu á. Chú có cái quà nhỏ tặng cháu này. Này. Cầm lấy. Đi, cầm lấy, không phải ngại đâu. Này. Ừ, xong rồi đi với các chị cho nhanh nhá. Này. Ừ. Thôi đi đi. Hy vọng là sau này nếu gặp lại thì cô bé này còn sẽ nhớ mình. Thật ra mình cũng muốn về nhà để xem hoàn cảnh như nào. Nhưng mà đúng là thực sự nãy giờ mình đuổi theo các cháu ấy là hết hơi luôn. Bọn nó có dấu hiệu của lo lắng sợ sệt ấy. Mà chú thì rất là thân thiện rồi. Chú cũng chưa có cái hành động gì mà gọi là khiến các cháu phải sợ như vậy. Nhà một phần là cũng có thể là do mình là người lạ. Do các cháu chưa bao giờ gặp những cái trường hợp như này và tuổi còn nhỏ nữa nên là cái khả năng xử lý tình huống nó cũng chưa được tốt. Quãng đi bộ nữa thì tôi cũng đã đến được phía trung tâm của ngôi làng. Gặp một chị đang đi lấy củi vậy. Ai già. Và những cuộc sống ở trong này cũng
sẽ khá là vất vả đấy. Chị lấy củi về à chị? Vâng. Nhà chị ở đâu? Dưới kia à, xa không? Thế à? Cái máy cưa chị tự cắt hay là chồng cắt đấy? Chồng cắt thôi. À chồng à? Thế chồng đâu? Chồng đi trước. À chồng đi trước kìa. Chồng đi xe. À chồng đi xe, chồng đi trước, bỏ vợ đi bộ này á? À? Thế chồng cũng chở củi à? À chồng cũng chở củi à? Ở đây là làng là 100% người Mông à? Vâng ạ. Thế em vẫn thấy có những ngôi nhà sàn nhỉ? Đây các bạn đây. Có cả những ngôi nhà sàn này. Đấy nhà sàn cũng là nhà sàn người Mông à? Vâng. Ờ. Em đi đâu? Làm gì á? Em đi thăm chị được không? Được ạ. Được à? Cho em đi về cùng với nhá. Ở trên này thì cũng có rất nhiều những cửa hàng tạp hóa này. Đấy, mọi người sẽ tụ tập vui chơi mua bán ở đây. Chị tên là gì? Hả? Dạ. Chị tên là gì? Chị tên Ai. Ai à? Vâng. Bao nhiêu tuổi rồi? Chị 26. Bao nhiêu? 26. 26 á? 26. Chị sinh năm 96 á? Vâng. Thế chị phải gọi mình bằng anh rồi. Thế à? Đi lấy củi xa không? Gần thôi. Gần nha. Ở trong làng này thì cũng giống như những con đường phía ngoài thôi, toàn là đường đất thôi. Ở đây có khoảng bao nhiêu hộ dân? Một trăm mấy sao ấy. Một trăm mấy cơ à? Vâng. À chồng đấy à? Vâng, à chào anh nhá. À tưởng là chồng đi xe máy về để vợ đi bộ. À nhà dưới này. À, thế chào em nhá. Chúng ta đi tiếp vào trong. Khá là đáng tiếc cho cô bé Phương khi mà cháu ấy đã rụt rè và không muốn tiếp xúc với mình nữa. Và thật ra mình cũng không có muốn cố gắng để làm khó các cháu, bởi vì nếu như các cháu mà chỉ cần nói rằng là ừ, chú này có hành động gì ấy, có khi mình không giải thích được với dân làng. Sao chú ạ? Vâng, đi đâu? Cháu đi thăm bản làng. À. Chú chưa nghỉ à? Vâng, chưa. À. Kéo cái rãnh nước. À, kéo rãnh nước ạ? Ừ. Ở đây là 100% người Mông hả chú? Vâng. Ờ. Quần người Mông hết. Vâng. Vâng. Nhà chú ở chỗ nào? Ở... À, phía ngoài à? Vâng, ở ngoài kia. Cháu thấy có một cái bản cao hơn nữa ở đây, đúng vâng. không? Vâng, cái đường lên này. Ồ, là cao nhất luôn. Vâng. Trên đấy có nhiều nhà không? Có 25 hộ. Nhưng mà nó cũng chung trong cái bản của mình đúng không? Vâng, vẫn trong một trưởng bản đấy ạ. À, chung một trưởng bản. Vâng. Ở đâu đến ạ? Cháu ở Hà Nội. À. Vâng. Bây giờ lên tham quan. Lên tham quan thì làng mình đẹp quá nhưng mà đi lại vất vả nhỉ? Đúng rồi. Vâng, đi lại. Đường xá nó xa xôi. Xa xôi quá. Vâng. Đây có phải là làng xa nhất của xã có gì nhỉ? Có Tòng. Có Tòng chứ? Vâng, xa nhất rồi. À, bản xa nhất của Có Tòng ấy đúng không? Đấy. Đấy. Đấy là bạn cuối rồi, còn bạn bên kia còn một bạn nữa nhưng mà toàn là một bạn thôi. Bây giờ đấy, trước là ba trưởng bản nhưng bây giờ là... gộp lại thành một bản rồi. Gồm vào coi như là sát nhập hết rồi. Vâng, sát nhập chung với nhau rồi. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Vâng ạ. Vâng. Vậy đúng với những cái thông tin ban đầu của mình đó là đây sẽ là bản làng xa nhất. Đấy, tiếp nối câu chuyện của cháu Phương. Chào em. Em kêu thế. Tiếp nối câu chuyện của cháu Phương thì giả dụ như các cháu ấy hô lên rằng là ừ, thằng này thế này thế kia thì có khi lại bị cả làng cho ăn đòn. Nên là mình sẽ không cố chấp để đi về hẳn đến nhà bạn ấy. Vì nó đã sinh ra tâm lý đề phòng thì không thể nào mà mình ấy được. Xin chào nhá. Đi chơi cho mình đi với. Sao lại cười? Cho đi về nhà chơi với. Không ai chơi cùng rồi. Mà để có thể đi được hết tất cả những ngôi nhà ở đây thì đúng là rất là khó. Nhưng mà qua những hình ảnh trên cao thì chúng ta cũng sẽ hình dung được về một ngôi làng rất là xa xôi của những người đồng bào dân tộc của Mông.
chúng ta có thể thấy là nhà cửa của họ cũng rất là to đẹp và khang trang. Nói chung là để mà nhận xét và so sánh một chút, so sánh với những đồng bào Mông ở một vài khu vực mà mình hay đi, thì ở đây mình thấy cuộc sống cũng rất là tốt, khá là ổn. Ở đâu mà người ta phát triển được kinh tế mà trồng trọt được, có đầu ra đầu vào thì kiểu gì nó cũng sẽ có cái sự đi lên. Tôi vừa nhìn thấy ông chú bán kem pop pep là ông lại đi mất rồi. Đây người ta vẫn bán kem dạng các bạn, không kịp với theo để mua một cây kem giải khát. Trưa 12 giờ rồi nhưng mà cũng vẫn im ắng. Có khi mình đến là người ta đi ngủ trưa rồi. Đây mình thấy cái điều hơi lạ một chút là nhà người Mông nhưng mà làm nhà theo phong cách của người Thái, nhà sàn theo phong cách người Thái. Mình quyết định rồi, mình sẽ không chui rúc vào các nhà giống như là bình thường mình hay làm nữa. Và mình sẽ đi lên cái bản, cái cụm nhà cao nhất ở đây để tận mắt chứng kiến xem cuộc sống của họ thì sẽ như thế nào. Mì tu, mì xài. Món tử. Hả? Món tử à? Đi đâu về? Hai con đi đâu? Đi quán mua kẹo à? Em mù chế à? Có vẻ như chế của hai đứa nó cũng ở trên cái chỗ cao cao kia rồi. Hai chị em đi mua những cái kẹo cay về để ăn này. Lại có những người bạn đồng hành nhí. Ô, thế là nhà trong đấy à? Rẽ vào trong đấy à? Này, chú cho kẹo này. Này, cầm lấy. Lắc đầu gì, có gì. Này, cho con này. Chị không lấy à? Hả? Nè, ra đây. Ôi, các cháu ở đây có vẻ sợ người thế. Này, Minh Sai. Đây, cầm cho chị nhá. Ôi, bạn đồng hành nhí nhìn đi được mấy bước thôi. Chào nhau rồi. Trời ơi. Có thể là trong tưởng tượng của rất là nhiều người thì mảnh đất Sơn La còn là một cái gì đấy rất là xa lạ và bí ẩn. Trong tưởng tượng của mình cũng vậy. Mình cứ nghĩ Thuận Châu là một vùng đất mà bằng phẳng, dễ dàng đi lại. Nhưng mà sự thật nó không thế. Nó cũng là một vùng đất mà quá nhiều đồi núi luôn. Và có một điều nữa mà mình nhận thấy rằng là rất nhiều những cái vùng đất của Tây Bắc không hề có một chút nào xuất hiện trên bản đồ du lịch luôn. Thậm chí là thông tin về du lịch cũng không có luôn. Những cái vùng đất mà không có cái, mình nghĩ là không có cái điều kiện để phát triển du lịch, hoặc là người ta không truyền thông, hoặc là chưa được nhiều người biết đến. Thì không biết đấy có phải là một trong những lý do mà mình có thể phán đoán hay không, nhưng mà những cái nơi như này đúng là chưa bao giờ, Trao nghĩ là chưa bao giờ có một chấm nào trên những bản đồ du lịch. Chỉ có một vài số ít người thôi đi lang thang, đi phượt, đi chơi giống như mình thôi. Còn để tìm hiểu thông tin về những vùng đất này thì cũng không có, đặc biệt là về hình ảnh. Ở đây như kiểu là họ sống hòa và với rừng ấy. Xung quanh rất là nhiều cây. Đằng sau là một đỉnh núi cao. Phần ở phía dưới là những ngôi nhà rất là mộc mạc, những ngôi nhà truyền thống, những ngôi nhà lâu năm. Ai chà, không thấy bóng dáng của con người đâu.
Dạo này bà con vùng cao toàn chơi chiến thuật vườn không nhà trống, chả thấy người đâu. Một chú bé đang ngủ trên giường. Đúng là chiến thuật vườn không nhà trống thật. Thấy có tiếng trẻ con. À chắc ở trên đồi kia. Thôi, đúng là chiến thuật vườn không nhà trống rồi. Mọi người áp dụng chiến thuật này tốt thế nhỉ. Chả thấy ai luôn. Những bạn mà hay trêu mình là kẻ hủy diệt dân bản ấy, thì đây, các bạn lên đây mà xem có ai đâu mà hủy diệt, có gặp người đâu. Đó, chả thấy ai cả. Hủy diệt kiểu gì, gặp người còn nói chuyện được. Cũng không biết là bản thân có thể duy trì cái sức khỏe cũng như là cái sự nhiệt tình để tiếp tục những cái chuyến hành trình bản làng xa xôi này nữa không. Chứ thực sự bây giờ đến đây nắng nóng mệt kinh khủng luôn ấy, không thở được. Gần 12 giờ trưa. Thôi, chúng ta sẽ cùng tới thăm mấy em nhỏ này một chút nhé. Tôi thấy bọn nó đang chơi một trò gì đấy, cười giòn đấy. Xin chào. Chào các con nha. Chào các cháu nha. Đang chơi trò gì đây? Chơi trò chơi. À, chơi trò chơi à? À, chơi nhảy dây à? Ăn cơm chưa chưa? Ăn. Con ăn rồi à? Thế con tên là gì? Na. Na. Con mấy tuổi rồi? Hả? Không biết mấy tuổi á? Con học lớp mấy? Lớp 3. À, con vẫn đang đi học à? Ừ, thế nhà con đâu? Nhà đây á? Bố mẹ đâu? Bố mẹ đi Hà Nội. Bố mẹ đi Hà Nội làm gì? Đi Hà Nội Sơn La. Đi Hà Nội Sơn La, nhưng bố mẹ đi làm gì? Bố mẹ đi làm thuê. Làm thuê á? Cả bố mẹ đi à? Thế cháu ở nhà với ai? Ông. Ông à? Thế ông đâu? Ừ. Ông đi ở dưới kia rồi à? Ồ, thế cháu có mấy anh chị em? Hả? Hai đứa đây à? Ừ. Ờ. Cô bé rất là ngoan nha. Trả lời rất là rành mạch luôn. Con cháu sợ chạy hết rồi. Rồi. Nóng quá. Ra đây. Này. Nè, gọi các em ra đây. Ừ. Ôi, rơi. Ừ. Gọi các bạn ra đây ăn kẹo. Trời ơi, nhà cô bé xíu này. Nhưng mà tiếc quá, không có bố mẹ ở nhà. Chúng ta sẽ phải làm sao nhỉ? Với những hoàn cảnh mà với những trường hợp mà không gặp người lớn ở nhà thì thực sự là cháu rất là khó xử lý. Con có thích ăn kẹo không? Hả? Hả? Có. Có, thích ăn nhiều kẹo không? Yeah. Bình thường bố mẹ có cho tiền mua kẹo không? Hả? Có à? Con bố mẹ yêu thế nhỉ? Thế bao giờ bố mẹ về? Không biết. Không biết à? Này, không có bố mẹ ở nhà thì chú cho con một ít quà mua kẹo nhá. Ừ. Cho con một ít quà để con mua kẹo nhá. Thì khi nào rảnh thì rủ các em đi mua kẹo ăn nhá. Ờ, ok. Ê, ra chơi tiếp đi. Ra chơi tiếp đi. Nói lại xem nào. Nói lại chú nghe nào. Cháu vừa nói gì nào? Xin chào mua kẹo nhá. Xin chào mua kẹo nhá. Chào chú hay là chào gói kẹo hay là... Chào cái gì? Chào chú cái gì? Thế thì cháu sẽ nói là cháu chào chú ạ. À. Ừ, chứ không phải là xin chào mua kẹo nhá. Cháu mua kẹo nhá. Cái gì? Cho cháu mua kẹo á. Cho cháu mua kẹo á.
À là cảm ơn chú cho cháu tiền mua kẹo. Nói lại xem nào. Nói lại nào, học lớp 3 rồi cơ mà. Nào. À, ngôi nhà nhỏ xíu luôn. Mấy đứa chơi với nhau. Thôi chú chào mấy đứa nha. Ăn kẹo rồi chơi đi nhá. Ok. Bye bye. Bye bye. Ừ. Có lẽ là rất nhiều nơi mà cháu đi qua mà còn vắng người ở nhà, người ta đi làm ấy. Và những cái dịp như này thì mình sẽ để dành sau này khi mà cuối năm mình sẽ quay trở lại. Như thế thì mình nghĩ là sẽ đông vui hơn rất nhiều. Vì cháu tin chắc là những bản làng mà có số lượng đông đúc như này, những cái mùa mà cuối năm thì nó sẽ rất là nhộn nhịp. Lúc đó thì chúng ta sẽ gặp được nhiều cái hoạt động hơn. Còn bây giờ thì thôi cứ như coi như là chúng ta đi ngắm cảnh vậy. Coi như chúng ta đi ngao du vậy. Tôi gặp một gia đình nữa này. Nhưng mà trong gia đình này có vẻ là có cái điều kiện chưa được tốt cho lắm. Chúng ta cứ thử vào chơi nhé. Tí Lầu ơi, nhau chơi chứ nhau à? Tí Lầu ơi, nhau chơi à? Nhau rồng ơi. Vào nhà nhá. Xin chào. Hai vợ chồng nó làm gì ấy? Em vừa đi làm về mà ăn cơm này à. À, nò mó à? Chào em nhá. Ghế đây ngoài anh. Ok. Nhà mình có mấy cháu đấy, ba đứa con à? Vâng à anh. Đây tôi gặp một gia đình trẻ. Mới ra ở riêng à hay ra ở riêng lâu rồi? Em mới ra ở gần một năm rồi. Gần một năm thôi à? Vâng. Ôi nắng quá, anh sắp say nắng rồi. Em tên là gì? Em tên là Thái. Thái à? Mitu. Hey, cho Mitu này. Trời ơi, ngoan quá. Ủa chào á, cho Mitu này. Chào nó. Ủa chào á. Đấy, hai vợ chồng đã ăn cơm à? Ăn đi, ăn đi. Có món gì đấy? Su su xào à? Cơm trắng à? Ba đứa con trai luôn hả? Không, hai đứa con trai, một đứa con gái. Một cô con gái. Ra ở riêng được một năm rồi. Nhưng mà bố trông lực lưỡng đấy nhỉ? Đã đứa nào đi học chưa? Đứa này đang học lớp mầm non à? Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em 26 tuổi rồi. 26 à? Thế vợ bao nhiêu tuổi? Vợ năm nay 24 à? Ồ, thế không ăn cơm mà chuyển sang ăn kẹo à? Ăn cơm đi đã chứ. Cân đi anh. Cứ ăn đi, cứ ăn đi. Em có vẻ khéo nhỉ, chăm con hơi bị khéo đấy. Thế anh hỏi tí, ở đây thì mọi người trồng cây gì? Trồng cây gì? Đây á. Em chỉ làm nương ngô sắn này. Ngô sắn à? Vợ chồng em cũng ngô với sắn à? Vâng. Có tí cà phê nào không? Ở đây chưa làm cà phê anh. Mình rất thích như trẻ con vùng cao ăn cơm nhá. Tức là nó không cần phải bố mẹ bón luôn ấy. Đây này, thằng này là mấy tuổi? Hơn 2 tuổi. Hơn 2 tuổi. Thằng này chắc là 3 tuổi đúng không? Thằng này là 4 tuổi. 4 tuổi này. Đó, nhìn cái thề cơm của nó xúc này. Ui rồi ôi. Nó gọi là ngập mồm luôn ấy. Đấy, nhìn các cháu ăn thế nó mới sướng. Mà cơm thì cũng đơn giản thôi, có gì đâu. Có một chút su su xào thôi. Cơm trắng này. Cái này là nước lọc hay là... Đây là nước đun sôi. Nước đun sôi à? Con xúc đi, con xúc cho bác xem nào. Xúc đi. Trời ơi. Đứa nào cũng mập mạp giống bố nhỉ? Đứa nào cũng mập mạp giống bố luôn, chứng tỏ là rất là khéo. Không biết là chồng khéo hay vợ khéo nhưng mà chăm con này rất là tốt. Hai cậu con trai, một cô con gái. Đây có lẽ cũng là ngôi nhà mà bé nhất ở đây, hoặc cũng có thể là ngôi nhà cao nhất ở đây rồi. Giờ thì cha cũng không đủ sức để có thể tiếp tục đi rồi. Cảm giác như mình đang bị say nắng ấy. Gia đình này thì tôi cũng gọi là hữu duyên, thì có gọi là một chút gặp gỡ. Anh Bảo,
anh có món quà nhỏ anh muốn tặng các cháu ấy nhá, anh muốn tặng mỗi đứa một ít quà nhỏ ấy. Vâng. Thì em cầm cho các con giúp anh với nhá. Vâng. Cái này cảm ơn anh nhé. Tại vì thấy bọn nó đáng yêu quá. Thấy bọn nó ăn giỏi quá, có tí quà gọi là khích lệ. Cảm ơn nhiều, rất nhiều anh nhé. Ok, không có gì. Đấy. Ôi, ăn no xong chuyển sang ăn kẹo nhá. Rất hiếu nó mà. Bám bố phết đấy nhỉ. Không cho bố đi đâu hết mà. Không cho bố đi đâu hết. Bố đi khóc. Bố đi là khóc. Thế đi đi theo bác về Hà Nội không? Đi làm con trai bác không? Ra đây bác xem nào. Đi về Hà Nội làm con trai bác không? Hả? Đi không? Đi nhá. Ông gật kìa, nó gật này. Đi không? Chim mù à? Múa. Múa chim mù. Chim mù. Chim mù á, múa. Đi. Đi nhá. Chim mù. Rồi bác trêu không? Tí lại khóc ấy nhỉ. Trêu quá tí lại khóc. Ôi cái mặt này như cái bánh bao mà tròn vo này. Thôi đi ra ăn kẹo đi. Đi ăn kẹo đi. Thôi anh cảm ơn gia đình nha. Vâng. Cảm ơn mấy bố con nha. Anh đi đây. Vâng. Bye bye nha. Chúng ta chắc là sẽ đi ra thôi.